Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là chiếc nắp lưng của điện thoại Motorola E5 Plus. Qua thời gian đã bị chóc rồi. Với một đặc điểm rất là hay trên điện thoại Motorola E5 Plus là nắp lưng được làm bằng nhựa. Do đó nó sẽ rất khó bị vỡ lỗi, nhưng nó sẽ gây ra hiện tượng bị xước rất là nhanh, bị chóc nhầy qua thời gian sử dụng. Hiện tại di động có cấp.vn có tất cả các linh kiện trên điện thoại Motorola E5 Plus nói chung và phần nắp lưng vỏ máy của điện thoại Motorola E5 Plus nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới nắp lưng vỏ máy cho điện thoại Motorola E5 Plus của quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới nắp lưng vỏ máy cho điện thoại Motorola E5 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Motorola E5 Plus hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị bạn.